đầu tiên. Trong thực dưỡng, đường trắng cũng là một trong bốn loại thực phẩm trắng cần loại bỏ: sữa, gạo trắng, muối. Nhiều người kỵ tính, không ăn đường thì chọn mật ong, đường thốt nốt hay đường mía thô chưa tinh luyện. Các bà nội trợ khéo léo cũng có nhiều giải pháp thông minh tạo ngọt từ rau củ mà không dùng đường khi nấu. Họ dùng củ cải, cà rốt, bắp cải để nấu súp. Họ dùng mật ong khi nướng thịt. Họ ép mía hoặc dưa hấu lấy nước và chưng cất caramel từ nước ép này. Họ sáng tạo và chọn lọc vị ngọt tốt cho sức khỏe chứ không loại bỏ nó, vì cuối cùng thì ngọt vẫn dễ ăn và ngon miệng. Một chiếc bánh thơm, ly chè ngọt mát giúp thư giãn nhẹ nhàng và phần nào giảm bớt căng thẳng. Một ly nước ấm pha mật ong vào buổi tối giúp ngủ ngon. Ngọt cần đủ để ăn luôn luôn là niềm vui của cả trẻ em lẫn người lớn trong nhà.